dành cho các bạn lần đầu đến với kênh YouTube của mình, thì mình xin được tự hào giới thiệu một trong những video có lượng view cao nhất trên kênh của mình. Đó chính là video bộ mind map từ vựng về 14 chủ đề thường gặp trong KTV Stuff. Và video này đã đạt hơn 142.000 lượt xem. Đây cũng là lý do mà kênh của mình được nhiều bạn biết tới, vì nhờ bộ từ vựng này mà nhiều bạn đã đạt đến mục tiêu B1, 2, B2 và các bạn đã giới thiệu bộ từ vựng này trong các group tự ôn luyện V-Stuff. Và sau gần 2 năm cho ra mắt bộ từ vựng đó, đã đến lúc mình nâng cấp bộ từ vựng này lên với một phiên bản thứ hai. Và tại phiên bản này, mình sẽ thêm các ý cho mỗi ý tưởng chính để bạn có thể kéo dài câu nói cũng là câu viết của bạn thêm, không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Let's go! Và trong video này, chúng ta sẽ nói về 3 chủ đề tiếp theo, đó là holiday, hobbies and describe a person. Nói về việc đi du lịch, sở thích và miêu tả một người nào đó. Đầu tiên nói về chủ đề holiday, mình có thể nói về likes and benefits, những điều bạn thích khi mà mình đi du lịch tới một địa điểm nào đó và những lợi ích của việc đi du lịch là gì. Nói về những điều bạn thích thì mình có thể khen về cảnh trước nè. The scenery is magnificent. Vậy cảnh đẹp ở đây có nghĩa là with green hills, peaceful rivers, breathtaking mountains. Cảnh đẹp là cảnh mà có đồi xanh, sông hiền hòa và đồi và núi choáng ngợp. Ý thích thứ hai là the local cuisine is fresh, delicious and affordable. Ẩm thực địa phương thì tươi, ngon và rẻ. Okay. Have a variety of food such as crab, lobsters or sea shells. Okay. Rồi đa dạng về món ăn như là có cua, tôm hùm và ốc sò. Ý thứ ba là people are hospitable, sociable and polite. Người dân thì mến khách, hòa đồng và lịch sự. Recommend me some beautiful and affordable places. Họ gợi ý cho tôi những nơi đẹp và rẻ tiền. Enjoy many activities. Và tôi làm được nhiều hoạt động ở đó. Vậy thì với mục đích chuyến đi khác nhau thì bạn sẽ có nhiều hoạt động khác nhau. Ví dụ nếu bạn đi biển ha, thì mình có những hoạt động như là swim in the blue and clear ocean, là bơi trong đại dương xanh và sạch. Sunbathe on the soft sand beach under the yellow and warm sunshine, là tắm nắng ở biển cát mềm mại dưới ánh nắng vàng và ấm. Play football, volleyball, chơi đá banh, rồi chơi bóng chuyền. Build sandcastles, xây lâu đài cát. Watch the breathtaking sunrise or sunset over the horizon, ngắm bình minh hoàng hôn rất là đẹp ở đường chân trời. Còn nếu bạn đi camping, explore the natural hot surroundings on foot. Nghĩa là bạn sẽ đi bộ để khám phá những địa điểm tự nhiên. Catch fish in nearby lakes, rivers or streams. Câu cá ở những hồ, sông và suối gần đó. Capture the beauty of the natural environment through photography. Bắt chọn được những cảnh đẹp của môi trường tự nhiên thông qua nhiếp ảnh. Cook meals over an open fire, là nấu bữa ăn qua lửa cắm trại. Nên nếu bạn đi tới thành phố thì bạn có thể là explore iconic landmarks and historical sites, khám phá được những địa điểm gọi là mang tính biểu tượng ở nơi đó hoặc là những địa điểm nổi tiếng. Rồi sample local and international cuisine, street food, được thưởng thức những nền ẩm thực quốc tế và địa phương và những đồ ăn đường phố. Experience nightlife, trải nghiệm được những hoạt động về đêm, bar, clubs, live music venues or rooftop lounges. Rồi bạn sẽ đi tới những quán bar, những quán clubs, rồi những địa điểm có tổ chức nhạc live và rooftop. Nào bây giờ nói về lợi ích của việc đi du lịch. Have valuable opportunities to connect with loved ones. Có được những cơ hội quý báu để kết nối với những người yêu thương. Escape from their daily routines. Okay. Thoát ra khỏi những việc làm hàng ngày. Develop themselves. Phát triển bản thân. Như vậy, khi bạn có được những cơ hội để kết nối với những người yêu thương đó, create lasting memories. Tạo ra được những ký ức lâu dài hơn với họ. Vậy thoát khỏi những hoạt động hàng ngày có nghĩa là gì? Relax, recharge the energy. Bạn có cơ hội để được thư giãn, để nạp lại năng lượng. Rồi phát triển bản thân là step out of their comfort zones and experience new cultures, cuisine and environment. Và bước ra khỏi vùng an toàn của họ và trải nghiệm được những nền văn hóa, ẩm thực và môi trường mới. Và đó là về chủ đề holiday. Chủ đề tiếp theo mình sẽ nói về hobbies.
Sở thích. Trong chủ đề này mình sẽ có những nội dung như sau. Các từ đồng nghĩa với hobbies. Và các loại hobbies là gì? Advantages, lợi ích mà sở thích mang lại. Disadvantages, những vấn đề mà bạn cần phải tránh khi thực hiện các sở thích này. Solution, giải pháp. Nào, từ đồng nghĩa thì mình sẽ có những từ sau. Interests, free time activities, những hoạt động làm trong thời gian rảnh. Leisure activities. Vậy leisure và free time là hai từ đồng nghĩa. Recreational activities là những cái hoạt động để giải trí. Nào, về các loại, mình có là listening to music, singing, dancing, reading books, watching films, painting, drawing, going shopping. Những sở thích đó là gần gũi rồi. Đó là việc nghe nhạc, rồi hát, nhảy, đọc sách, xem phim, tô màu, vẽ và đi chợ, đi mua sắm. Playing sports, chơi thể thao thì bạn có thể nghĩ tới những môn điển hình như là bơi lội, swimming, tennis, bóng chảy, rồi table tennis, bóng bàn, football, bóng đá, go jogging, go hiking, go camping, go fishing, rồi đi đường dài, đi hiking, rồi đi cắm trại hoặc là đi câu cá. Coding and programming, cho những bạn yêu công nghệ thì có thể là làm code, rồi làm lập trình. Video gaming, chơi game trên máy tính. Graphic design, thiết kế kỹ thuật. And app development, phát triển app. Volunteering or fundraising, các chương trình tình nguyện hoặc là gây quỹ cũng được xem là một sở thích. Khi bạn thực hiện các sở thích này thì mang lại những lợi ích như sau. Make me feel happier, giúp cho tôi vui hơn. Vui hơn có nghĩa là do things I enjoy. Bởi vì bạn làm những điều mà bạn yêu thích. Reduce the stress of daily work and study, giúp bạn giảm căng thẳng khỏi các công việc cũng như là việc học hàng ngày. Develop imagination and creativity, phát triển được trí, tưởng tượng và sáng tạo. Now, explore new ideas, bạn sẽ khám phá được những ý tưởng mới. Experiment with different techniques, thử nghiệm với những kỹ thuật khác nhau. Broaden the knowledge, okay, mở rộng kiến thức, ở đây là try new things, bạn sẽ được thử những điều mới mẻ khác. Develop the cognitive skills, phát triển những kỹ năng về nhận thức, mà những kỹ năng này liên quan tới gì? Critical thinking, tư duy phản biện, problem solving, kỹ năng giải quyết vấn đề, hoặc là decision making, kỹ năng đưa ra quyết định. Make new friends and connect with others, kết bạn và kết nối với những người khác. Talk and share the joy with others, bằng cách là nói chuyện và chia sẻ niềm vui của bạn với những người còn lại. Nói về bất lợi, games contain a great deal of violence, những trò chơi điện tử có thể chứa rất là nhiều bạo lực trong đó. Increase aggressive feelings, thoughts and behaviors, dẫn tới sự gia tăng về những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi hung dữ. Be time consuming, mất thời gian. Have less time for other important things, okay, có ít thời gian cho những điều quan trọng khác. Not focus on their duties and study, mà khi không có thời gian rồi thì bạn sẽ không có tập trung được cho công việc và việc học của bạn. Perform worse at grade school, thành tích học tập thì đi xuống ở trường lớp, hoặc là perform worse at worse in the company. Be expensive, có những bộ môn rất là tốn tiền. Cost money for equipment and memberships, và phải chi trả cho dụng cụ nè, rồi cho phí thành viên. Cause health problems, gây ra các vấn đề về sức khỏe, như là sorry, not get enough rest, nghĩa là không có ngủ, không có nghỉ ngơi đầy đủ. Not eat well, không có ăn ngon. Have back ache, bị đau lưng. Solutions, choose suitable video games, suitable computer games, là chọn trò chơi phù hợp. Be not allowed to play violent games, không được phép chơi các trò bạo lực. Time management, quản lý về thời gian. Set specific times for hobbies to balance them with other important activities. Okay, đặt ra số lần cụ thể cho những sở thích để cân bằng chúng với những hoạt động quan trọng khác. Take break and stretch regularly to reduce strain on the body. Nghỉ giải lao và giãn cơ thường xuyên để làm giảm những căng thẳng trên cơ thể của bạn. Participate in physical activities, và tham gia vào các hoạt động thể chất. And that's it for hobbies. Và chủ đề cuối cùng trong video này, đó là describe a person, miêu tả một người. Miêu tả một người, bạn có thể miêu tả về appearance, ngoại hình của họ, characters, tính cách, và relationship, mối quan hệ của mình với người đó, hoặc common activities, những hoạt động mà mình hay làm với họ. Appearance, về ngoại hình, có thể là tall, short, old, young, medium height, middle age. Đó là cao, thấp,
già, trẻ, độ cao trung bình, hoặc là ở trung niên, beautiful, pretty, handsome, good looking. Đây là những từ để khen ai đó xinh đẹp, rồi have short, long, black hair, rồi có mái tóc đen, ngắn hay dài, have a sunny smile, có nụ cười tỏa nắng, hay là dress casually, ăn mặc rất là bình dị. Rồi characters, good and bad, những tính cách tốt bao gồm đó là sincerely or honest, nghĩa là thật thà, helpful, kind, nice, là tử tế rồi tốt bụng đó. Outgoing là hướng ngoại. Hướng ngoại đây bạn có thể giải thích đó là gì? Uplift the spirits of those around him, có thể làm tăng tinh thần của những người gần gũi anh ấy. Optimistic, lạc quan là solve problems with a positive mindset, giải quyết vấn đề với một tư duy tích cực. Resilient, kiên cường là keep going after she fails, là tiếp tục làm nữa sau khi cô ấy thất bại. Diligent and dedicated, siêng năng và tận tâm, có nghĩa là try to do everything perfectly, là cố gắng làm mọi thứ một cách hoàn hảo có thể. Nào những tính cách xấu, selfish or arrogant là ích kỷ. Ích kỷ là makes those around him feel uncomfortable and unwelcome, khiến cho những người xung quanh anh ấy cảm thấy không thoải mái và không được chào đón. Unreliable, không đáng tin, tell lies to get what he wants, nói dối để đạt được cái điều mà anh ấy mong muốn. Bossy, kiểu hắt dịch, demand everyone's attention and admiration, yêu cầu mọi người chú ý và phải ngưỡng mộ anh ấy. Lazy and irresponsible, lười biếng và vô trách nhiệm, nghĩa là avoid doing his work, tránh làm việc. Blame others when things go wrong instead of taking responsibility for his mistakes, đổ lỗi người khác khi mà mọi thứ không đi theo đúng hướng, thay vì là nhận trách nhiệm cho những lỗi lầm của anh ấy. Nào mối quan hệ thì mình có thể nói là we have known each other for 10 years, chúng tôi đã quen nhau được 10 năm rồi. We first met at high school or at the company, chúng tôi gặp nhau ở trường cấp 3 hoặc là ở công ty. Common activities, những hoạt động mình thường làm chung với nhau, often meet at a coffee shop, thường gặp nhau ở quán cà phê, go out for meals, đi ăn bên ngoài, go shopping, watch movies or travel together, đi mua sắm, đi xem phim hay đi du lịch cùng với nhau. Talk and share with each other about life, study, work and family, nói chuyện và chia sẻ cho nhau về cuộc sống, về công việc, việc học và gia đình. Và đó là ba chủ đề của buổi hôm nay. Thank you and see you in the next video. Bye bye.